Mến chào quý bà con và các bạn trở lại nhà vườn của Vinh Trần nha bà con. Hôm nay mình tiếp theo clip từ mã số 41 đến 80. Chi tiết liên hệ với số điện thoại phía dưới góc trái màn hình nha. Mời bà con và các bạn cùng gặp Vinh ạ. Rồi, tiếp theo Vinh ơi, chào Vinh. Rồi, chào anh Lim, chào quý cô chú anh chị đang xem clip của nhà vườn em. Tiếp theo là em vào luôn kho mã 41. Cây này em giao lưu cô chú anh chị mình với mức giá là 180.000 đã bao gồm phí ship toàn quốc nha. Chà bá luôn nha cô chú anh chị. Hoành nó tới 31 lận nha. Tổng cao 57, đế em nói sổ là 32, 180.000 em bao phí ship toàn quốc nha cô chú anh chị. Mã 41 luôn. Xuống ngày 41 lên tiếp tục mã 42. 42 một cây nái nữa nha cô chú anh chị. Đó, mã 42 này em giao lưu cô chú anh chị mình với mức giá là 280.000 nha. Cây này hoành em đo được là 35 nha, ngay cổ nha. Tổng cây 56, đế sổ là 34. 280.000. Rồi em xuống ngay mã 42 lên tiếp tục mã 43. Lên lên xuống xuống nha cô chú anh chị, 120.000. Hoành là 16 nha. Tổng cao 50. Đế sổ là 33, 43 120.000 nha cô chú anh chị. Rồi em xuống mã 43 lên tiếp tục mã 44. 44 dáng quái luôn, quái từ trên đầu xuống đít luôn, 130.000 nha cô chú anh chị. Hoành là 19 ạ. Tổng cây 46, đế em nói sổ 31 nha. 130 nha cô chú anh chị. Rồi em xuống cây mã 44 lên tiếp tục mã 45. 45 này em giao lưu là 180.000. Hoành này là 23 nha cô chú anh chị. Tổng cao là 49, đế nói sổ là 36. 180.000 cho mã 45. Rồi, tiếp tục là mã 46 cũng là 180.000. 46 này hơi bị quái nha cô chú anh chị. Hoành là 20 ạ. Tổng chiều cao là 59. Đế này sổ 37 nha. 180.000 nha cô chú anh chị. Cây lên mạnh sống khỏe rồi nha cô chú anh chị ơi. Rồi xuống mã 46 lên tiếp tục mã 47. 120.000 nữa ạ. Hoành 16. Tổng cây 40. Đế này sổ 34 nha. Mã 47 120.000. Hàng nhà vườn có chế độ bảo hành đầy đủ nha cô chú anh chị. Rồi tiếp tục là mã 48 180.000. Cây này hoành em đo được của em nó là 23. Tổng cây 52, đế sổ là 37. Rất là đẹp, chỉ có 180.000 thôi cô chú anh chị ơi, mã 48. Rồi tiếp tục là mã 49 180.000 nữa ạ. Mấy cây này nhỏ nhỏ mà nó có vỏ nha cô chú anh chị. Hoành 20. Tổng cây 42, đế này sổ là 26 cô chú anh chị, 180.000 cho mã 49. Rồi, tiếp tục là mã 50, 130.000. Cây này hoành năm đo được là 16 nha. Tổng cây là 47, đế này sổ là 29. 130.000 nha cô chú anh chị. Rồi, em xuống cây mã 50 lên tiếp tục mã 51 ạ. Rồi, cây mã 51 này em giao lưu cho cô chú anh chị mình với mức giá là 180.000 nữa ạ. Hoành là 24. Tổng cao 44, bộ đế của em này sổ là 31 nha cô chú anh chị. Rất là đẹp nha, mã 51 180 nha. Rồi tiếp tục mã 52 150. Và lợi sách cái cây một gửi đó con bạc con sách lên cho. Hoành cái này được là 20 nha. Tổng cây 50, đế này sổ 36. Cây này em giao lưu cô chú anh chị là 150.000 ạ, mã 52. Rồi xuống cái 52 lên tiếp tục mã 53. 53 là 130.000 ạ. Cây này hoành em đo được là 16. Tổng cây 60, bộ đế của này sổ 30. 130.000 cho mã 53 nha cô chú anh chị. Rồi xuống cái 53 lên tiếp tục mã 54. 54 này em giao lưu cho cô chú anh chị mình với mức giá là 180.000. Cây này hoành em đo được là 27 ạ. Tổng cây 56. Đế này sổ 37 nha, cây bự quá. Cây này em giao lưu cô chú anh chị mình với mức giá là 180.000 cho mã 54. Rồi, xuống mã 54 lên tiếp tục mã 55. 55 này em giao lưu cô chú anh chị là 150.000. Cây này nó có cái thẹo đây nha cô chú anh chị. Cái này là tét do thời tiết nha, dòng đây nó đã trào da hết rồi. Trong này nó cũng đã trào da lên rồi nè cô chú anh chị. Cây này hoành em đo được là 20 nha. Tổng cây 50, đế này sổ là 37, 150.000 nha quý cô chú anh chị. Mã 55 nha.
Rồi em xuống 55 lên tiếp tục mã 56 ạ. 56 150.000 nữa ạ. Rất khá là đẹp của chú anh chị ơi. Cây này hoành là 21 nha. Tổng cây này là 55 nha. Bộ đế này sổ là 34 nha cô chú anh chị. 150.000 cho mã 56 ạ. Rồi xuống cây 56 lên tiếp tục mã 57 ạ. Mã 57 này là 130.000 nha cô chú anh chị. Cây này hoành là 17 nha. Tổng cây là 46 với sổ là 27. 130.000 cho mã 57. Rồi tiếp tục là mã 58. 58 150.000 nữa ạ. Cây này hoành em đo được là 18. Tổng cây là 57, đế em nói sổ là 43 nha. Rất là đẹp nha cô chú anh chị. 150.000. Rồi, xuống mã 58 lên tiếp tục mã 59. 59 150 nữa ạ. Nay lên mớ hàng 150 đẹp đẹp cô chú anh chị tha hồ mà lựa nha. Cây này hoành là 23 nha cô chú anh chị. Tổng cây 40, đế sổ là 34. Mã 59 150. Rồi em xuống ngay 59 lên tiếp tục mã 60 cũng với mức giá 150.000 nữa ạ. Cây này hoành 20 ạ. Tổng cây 50. Bộ đế này sổ 32. 150.000 nha quý cô chú anh chị. Rồi em xuống ngay mã 60 lên tiếp tục mã 61. 150 nữa ạ. Cây này hoành là 21 nha cô chú anh chị. Tổng cây là 46 nha. Đến này sổ 38, 150.000 cho mã 61. Rồi xuống ngay mã 61 lên tiếp tục mã 62, 180.000. Cây này hoành em đo được là 22. Tổng cây 50, đến này sổ là 37 nha. 180.000 nha quý cô chú anh chị. Rồi xuống ngay mã 62 lên tiếp tục mã 63 ạ. 180.000 nữa ạ. Cây này hoành em đo được là 25 nha. Tổng chiều cao cây là 52, đế em này sổ là 27. Rất là đẹp nha cô chú anh chị. Rồi em xuống cây mã 63 lên tiếp tục mã 64 ạ. Rồi cái 64 này em giao lưu cho quý cô chú anh chị mình giá cũng rất mềm nha, 280.000. Cây này tê tái cho mình nha cô chú anh chị. Hoành là 25 nha. Tổng cây này em đo được là 69, đến này sổ là 42 nha quý anh chị. 280.000 đã bao gồm phí ship một cây dán bay bộ đế rất là đẹp nha. Rồi xuống ngày mã 64 lên tiếp tục mã 65 ạ. Cây 65 này em giao lưu cho cô chú anh chị mình với mức giá cực kỳ yêu thương, 130.000. Cây này hoành em đo được là 17. Tổng cây em đo được là 55, đến này sổ là 32 nha. Rất là đẹp nha quý chú anh chị, 130.000. Rồi xuống ngay mã 65 lên tiếp tục là mã 66. 66 là một siêu phẩm nha cô chú anh chị. Đây, 66 rất là phê nha. 66 này em giao lưu cô chú anh chị mình với mức giá là 500k bao phí ship toàn quốc nha cô chú anh chị. Cây này thì không cần gì để nói nha. Tay cành bonsai bộ đế đặc đẹp luôn. Hoành ngay cổ là 30. Tổng cây của nó là 53. Bộ đế của em này sổ là 38 nha. 500.000 nha cô chú anh chị. Cây này ngoài nhìn tươi hơn trên điện thoại rất là nhiều nha cô chú anh chị. Rồi em xuống cái mã 66 lên tiếp tục mã 67 ạ. 67 230.000. Cây này hoành em đo được là 30. Tổng cây là 52, đế này sổ là 38 nha. 230.000 nha cô chú anh chị. Rồi em xuống cái mã 67 lên tiếp tục mã 68 ạ. Rồi cây mã 68 này em giao lưu cho cô chú anh chị mình với mức giá là 150.000 luôn. Bành là 25 nha. Tổng cây là 49, đế này sổ 33, 150.000 nha cô chú anh chị. Mã 68. Rồi lên tiếp tục là mã 69, 180.000. Cây này hoành là 24 nha. Tổng cây 47, bộ đế này sổ là 36 nha cô chú anh chị. Mã 69, 180.000. Rồi lên tiếp tục là mã 70. 70 130.000. Cây này hoành là 16 ạ. Tổng cây là 43, đế này sổ là 26 nha cô chú anh chị. Rất là đẹp nha. Rồi em xuống cây mã 70 lên tiếp tục mã 71, 130.000 nữa ạ. Hoành ngay cổ em đo được là 22,
Tổng cây 40, đến này sổ là 33 nha. 130.000 nha cô chú anh chị, mã 71. Rồi, tiếp tục là mã 72, 180.000 nữa ạ. Cây này hoành là 21. Tổng cây 52, bộ đế này sổ 37 nha cô chú anh chị. 180.000 nha. Rồi em xuống ngày mã 72 lên tiếp tục mã 73. 73 là 150.000 ạ. Cái này hoành em đo được là 19 nha cô chú anh chị. Tổng cây là 54 nha. Bộ đế của em này sổ là 39 nha. 150.000 nha cô chú anh chị. Rồi em xuống cây mã 73 lên tiếp tục mã 74, cũng 150 ạ. Cái này hoành ngay cổ là 16. Tổng cây là 60. Bộ đế của em này sổ 50 nha. 150.000 nha quý cô chú anh chị. Rồi em xuống cây mã 74 lên tiếp tục mã 75 ạ. 75 là 130.000 một cây dáng bay ạ. Cây này hoành là 19 ạ. Tổng cây 50, bộ đế này sổ là 34 nha cô chú anh chị. Rất là đẹp nha. Mã 15. 75. Ở mã 75 130. Rồi, xuống mã 75 lên tiếp tục mã 76 150.000. Cây này hoành em đo được là 20 nha. Tổng cây là 48, bộ đế này sổ 34 nha cô chú anh chị. 150.000 nha cô chú anh chị. Rồi, em xuống ngày mã 76 lên tiếp tục là mã 77 ạ. 77 130.000 ạ. Cây này hoành của nó là 21. Tổng cây 52. Bộ đế này sổ là 28 nha cô chú anh chị. Rất là phê nha. 77 130.000. Rồi, mã 78. Cây này có cái hiệu ngay đây nha. Rồi, giao lưu của chú anh chị mình là 180.000 luôn. Thì hôm này lo do bứng ở giường về nè cô chú anh chị. Cây này hoành em đo được là 25. Tổng cây là 57. Bộ đế của em này sổ 34 nha cô chú anh chị. Rất là đẹp nha. Rồi em xuống cây này lên tiếp tục mã mới nè ạ. 28. Rồi lên mã 79, 130 ạ. Cây này hoành em đo là 24 nha. Tổng cây 46. Đế em này sổ 33. 79 130.000 nha cô chú anh chị. Rồi em xuống ngay mã 79 lên tiếp tục mã 80. 80 180.000, mã 80 cũng là mã cuối clip hôm nay nha. Cái này em đo được hoành là 24 ạ. Tổng cao 42, bộ đế của em này sổ là 34. 180.000 nha cô chú anh chị, mã 80. Rồi cảm ơn cô chú anh chị đã theo dõi và ủng hộ clip của nhà vườn em. Cảm ơn cô chú anh chị rất là nhiều ạ. Mến chào Vinh, mến chào bà con. Hẹn gặp lại bà con những clip tiếp theo nha. Số điện thoại liên hệ phía dưới góc tay trái màn hình nha bà con. Rồi bye bye bà con nha.